Bây giờ này mình tiếp tục. Đây là đồ của Tây Ninh của nhóm từ thiện bên Bà Tát đã gửi xuống cho bà con mình. Giờ đang phân chia nha. Rồi như là 17 tháng 9 năm 2021, bạn Tú đã ủng hộ cho gia đình này đang bị F0 để đưa hỗ trợ 2 triệu để đưa đi cấp cứu đang gấp. Rồi cảm niệm công đức của gia đình bạn Tú nghe. A Di Đà Phật. Phật Phan. Ở đây là tổng cộng là 20 phần quà con trao tại điểm ở đây, số mấy cậu đọc đi. Dạ con 4000 425 D, đường Nguyễn Công Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì con đây con cảm ơn các nhà hảo tâm giờ tại chủ này. Thầy Quảng Trắng. Thầy Quảng Trắng. Tỉnh Thất Quảng Nghiêm. Tỉnh Thất Quảng Nghiêm đã giúp đỡ các anh chị em của họ con. Rồi. A Di Đà Phật, cảm tạ công đức. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2021. Thầy Quảng Trắng, tỉnh Thất Quảng Nghiêm đã ủng hộ cho bà con mình ở đây là 4425 D Nguyễn Cửu Phú của phường Bình Tân, phường Tân Tạo A của quận Bình Tân, là ở đây tổng cộng là 20 phần. Tổng cộng ở đây là 20 phần tổng cộng. Rồi. A Di Đà Phật. Mô Phật. Cảm niệm công đức. Thầy và tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ chung tay vào mùa dịch này. Mô Phật. A Di Đà Phật. Thầy ơi. Con đã đến điểm 35 đường số 5, khu phố 3, phường Tân Tạo A của quận Bình Tân. Ở đây tổng cộng là 20 phần quà và 3 phần thuốc. Mỗi một hộ như vậy á, là 5kg gạo và 15 gói mì gói với một chai nước tương, một chai dầu ăn và một bịch hột ngọt, bột ngọt á, và một dĩa trứng ha. Rồi A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy sư thầy với các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho phòng trọ con trong lúc khó khăn. Rồi A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thầy Quảng Trắng và tỉnh Thất Quảng Nghiêm đã ủng hộ cho bà con ở tại vùng dịch. Mô Phật. Rồi, còn đây bạn chuyến xe nữa là chuẩn bị đi vô là Nguyễn Cửu Phú nghe thầy. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2021. Thầy Quảng Trắng tỉnh Thất Quảng Nghiêm đã ủng hộ cho bà con dùng dịch ở hẻm Bùi Chu Toàn của phường Bùi thấy không? Phường An Lạc, quận Bình Tân. Tổng cộng ở đây là 20 phần quà. Mỗi một hộ vậy là 5kg gạo và 15 gói mì gói, một chai nước tương, một chai dầu ăn và một bịch bột ngọt. Rồi cảm niệm công đức của và một lốc hột gà nữa nghe quý vị. Rồi cảm niệm công đức của thầy Quảng Trắng tỉnh Thất Quảng Nghiêm và bà tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ cùng chung tay với thầy để tiếp xúc cho bà con trong mùa dịch. A Di Đà Phật. Con đại diện cho bà con ở hẻm 67-14 Bùi Chu Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, cảm niệm công đức thầy và các vị mạnh thường quân. Rồi A Di Đà Phật. Mô Phật nghe. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2021, thầy Quảng Trắng tỉnh Thất Quảng Nghiêm đã ủng hộ cho bà con mình ở 67-14 Bùi Chu Toàn tổng cộng là 20 phần. Cảm tạ công đức của thầy Quảng Trắng và tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ cho bà con mình ở bên vùng dịch ở đường Bùi Chu Toàn cũng của quận Bình Tân. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy ơi, con đã đến chia sẻ được cái điểm của cậu ở 303 của Bình Trị Đông, của đèn 38 45 27 của Bình Trị Đông A. Con xin cảm ơn thầy nhé. Được rồi. Đây mỗi người là 5kg gạo nha. Dạ. Với lại 15 gói mì gói và một dĩa trứng gà. Một chai dầu ăn và một chai nước tương, một bịch bột ngọt. Rồi cảm niệm công đức A Di Đà Phật. Rồi Mô Phật. Thầy ơi, con đã đến được cái điểm của 336 xẹt 38 xẹt 45 xẹt 27 của quận Bình Tân hả? Quận Bình Tân ở đường Lê Văn Quới, thuộc diện của Bình Trị Đông. Bình Trị Đông A. Thì ở nơi điểm đây là tổng cộng là 8 hộ đúng không? 8 hộ phải không em? Dạ 8 hộ.
Thì con dắt mấy vị này ra cái đầu đường Lê Dung Quế để nhận quà nha thầy. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức mô Phật. A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2021. Con đã đến điểm của 48 đường số 6 của Bình Tân A phải không cậu? Quận Bình Tân. Quận Bình Tân A, Bình rồi. Bình Hưng Hòa A. Bình Hưng Hòa A. Đã giao tại nơi đây là 15 phần. Dạ. Rồi. À, con thay mặt cả một cái khu phố ở đây, con xin cảm ơn thầy và các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho khu phố chúng con. Rồi, A Di Đà Phật. Thầy rất dạ là rồi. Nhiều. Rồi, cảm tạ công đức. Các cô chú. Dạ rồi, mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 9 năm 2021. Thầy Quảng Trắng Tịnh Thất Quảng Nghiêm đã gieo duyên tại nơi đây là số là 270. Thì khu nhà trọ đây là 40 phần. Bao gồm là gạo mỗi một hộ vậy là 5 ký gạo, một chai dầu ăn và một chai nước tương, 15 phần mì gói và một dĩ trứng gà. Rồi, A Di Đà Phật, cảm tạ công đức của thầy và các mạnh thường quân đã ủng hộ cho bà con ở tại nơi đây. A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2021, thầy Quảng Trắng Tịnh Thất Quảng Nghiêm đã giao tại điểm 881. Cho bà con mình đó là mỗi người là 5 ký gạo nha, và 15 gói mì gói, một chai dầu ăn và một gói bột ngọt và một chai nước tương và một dĩ hột gà. A Di Đà Phật, cảm tạ công đức A Di Đà Phật và các mạnh thường quân đã ủng hộ cho bà con dùng dịch ở nơi đây. Mô Phật. A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2021, thầy Quảng Trắng Tịnh Thất Quảng Nghiêm đã ủng hộ ở khu vực này tổng cộng là 541/25 ở đường Hương Lộ 2. Tổng cộng ở đây là 75 phần quà và cộng 5 phần thuốc đó, con sẽ đi sau. Rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy ơi, con đã đến Đình Nghi Xuân. Giao cho cái anh này là tổng cộng là số 19 Đình Nghi Xuân 10 phần. Mỗi một hộ vậy là được 5 ký gạo và một dĩa trứng gà và 15 mì gói, một bịch bột ngọt và nước tương và dầu ăn. Rồi, cảm tạ công đức của A Di Đà Phật và các mạnh thường quân mô Phật. Quảng Trắng Tịnh Thất Quảng Nghiêm. Rồi, A Di Đà Phật mô Phật. Rồi, con của chị. Của chị là đưa đây em luôn. Đây là cũng là Đình Nghi Xuân luôn. Đình Nghi Xuân ở đây là 8 phần nha thầy. 22/6 tổng Đình Nghi Xuân là 8 phần quà và 2 phần thuốc nữa con. Thì cũng là mỗi một hộ vậy là 5 ký gạo. 5 ký gạo với lại mì gói với trứng nha chị. Và mỗi người phần vậy đó nghe, chia ra nha mẹ em nghe. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi mô Phật. Rồi chị. Của chị này là cũng là Đình Nghi Xuân. 30 Đình Nghi Xuân đã ủng hộ đây là gạo và nước tương và mì gói và trứng và dầu ăn. Ở đây là 9 phần quà tổng cộng nha. A Di Đà Phật. Rồi mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 9 năm 2021, Tịnh thầy Quảng Trắng Tịnh Thất Quảng Nghiêm hôm nay phát quà cho bà con trong tất cả các quận, bao gồm là gạo đây thầy Quảng Trắng ngày hôm nay để phát gạo cho bà con mình. Tịnh Thất Quảng Em phát gạo và đây là gạo 3 tấn và mì gói, và mỗi phần vậy là 5 ký gạo, 15 gói mì gói, trứng và dầu ăn và nước tương. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của các vị Bồ Tát đã ủng hộ bà con mình cùng tiếp xúc với thầy Quảng Trắng để cho các dùng dịch. A Di Đà Phật, cảm tạ công đức mô Phật. Rồi, cảm niệm công đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại tịnh thất của thầy Quảng Trắng Tịnh Thất Quảng Nghiêm
Hôm nay về là tổng cộng là 200 thùng mì gói, để ngày mai cộng với 3 tấn gạo sẽ phân phát vào sáng của ngày mai cho tất cả các quận và những khu cách ly. A Di Đà Phật. Đây, giờ đang ra mỗi một hộ vậy là được 15 gói. Rồi, cảm niệm công đức của các mạnh thường quân và thầy Quảng Trắng để tiếp xúc cho bà con trong mùa dịch. A Di Đà Phật. Mô Phật. Ơi, đây tôi đứng đây đại diện thay mặt tất cả nhà chùa nay đặng cảm ơn lòng học tâm đó giúp đỡ cho tụi tôi ở vì Covid này. Thành thật cảm ơn rất là nhiều. Xin chào mọi người. Chúc mọi người sức khỏe nha. Dạ.